Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watch nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi review giới thiệu với 500 anh em. Vâng, một mẫu đồng hồ Rolex đến từ Hàn Quốc đang có mặt tại hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi. Vâng, bây giờ cũng không làm mất thời gian của anh em nữa. Chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một anh chị em nhé. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế tôi nghĩ là không thể đẹp hơn nữa rồi. Vâng, được thiết kế phần dial này là gồm có hai màu khác nhau. Đấy, mặt được chia thành hai nửa khác nhau, rất là lạ mắt luôn. Đây anh chị em có thể nhìn thì với thiết kế là hình vuông, đấy, hình vuông hơi bầu một chút đấy, những cạnh rất là đẹp luôn đó. Đây phần dây được thiết kế là hai màu, trên là màu xanh da trời và dưới là màu hồng nhạt đây. Đó thì ở trong mặt dial này cũng vậy thôi, là cũng là một màu xanh da trời, có nghĩa là để nó kéo màu lên phần dây này nhìn rất là yêu luôn. Số 12, 3, 6 và 9 là số là mã và ngoài ra là vạch số. Chất liệu thì em này được vỏ là thép 316L. Vâng, dây là dây da bò thật luôn và mã PVD màu vàng hồng. Đó, đây là phần khóa của em nó đây. Đây phần khóa này khắc logo sắc nét của Rolex đây. Đó. Dòng dây này. Dây da thật luôn anh chị em nhé. Đây, thương hiệu Rolex đây. Đấy. Thì mặt sau của em nó thì bao giờ cũng có cái tem chống giả của nhà máy luôn. Đây, tem chống giả của nhà máy. Đây, Rolex đây. Vâng, mã của em này nó là 1240B. Đấy. Thì hiện tại mẫu đồng hồ này giá gốc của em nó là đang là 989.000 và đang được sale còn 699.000 thôi. Có nghĩa là sale được 20% đấy anh em nhé. Sale phải là 20% cho anh em. Vâng, còn đây là các thông số kỹ thuật này. Xuất xứ ở đâu này đấy, nhà nhập khẩu và phân phối đầy đủ các thứ cho anh chị em và có các khuyến cáo hướng dẫn sử dụng cho anh chị em ở đây. Thì ở đây là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là rất là trẻ trung. Thì hiện tại em nó hiện tại đang có 3 màu đây. Đây có 3 màu cho anh chị em lựa chọn. Thì hôm nay thì tôi giới thiệu một mã đồng hồ, nó chỉ là khác màu thôi. Đây thì trên 3 mẫu này thì là gồm có là đây. Một là em này là mặt đỏ đô, đấy phần bên dưới là màu ghi nâu, đấy rất là lạ mắt này. Đấy, dây màu đỏ này nâu kết hợp với nhau tôi nghĩ là không có gì đẹp hơn. Thì trên cái phần gối này còn có chữ đây Fantasy, đó rất là thời trang và rất là chất lượng luôn. Fantasy ba mẫu đều bảy ba em này đều là Fantasy hết này. Fantasy hết thì nó đều là một mẫu thôi cho nó không khác nhau gì cả. Thì cái mẫu thứ hai ở đây thì ta có thể xem đây, mẫu thứ hai này thì được thiết kế là đây, phần trên là hồng đấy, phần dưới là màu bạc luôn, còn màu bạc thì đi một phần dây trắng ở dưới. Thì mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất cao mà từ gian hàng của chúng tôi bán mẫu đồng hồ này cũng rất là chạy luôn, bởi vì là mẫu đồng hồ này là được thiết kế nó rất là trẻ trung và năng động. Đấy, rất trẻ trung và năng động và lên tay thì tôi nghĩ là quên sầu luôn, quá đẹp luôn. Đấy, quá là yêu luôn về cái mẫu đồng hồ này. Hiện tại là mẫu đồng hồ này cứ về là hết hàng anh em, cứ về là hết hàng luôn. Bởi vì mẫu đồng hồ này thứ nhất là nó rất hạt rẻ. Đấy, thứ nhất là em nó cũng rất hạt rẻ thôi mà lại thứ hai nữa lại là thiết kế tôi nghĩ là quá đẹp, không phải lăn tăn cái điều gì ở em này nữa. Đấy, đây giá 699.000 thì quá là rẻ rồi, giá đang là từ 989.000 mà giảm giá xuống còn có 699.000 thì quá rẻ rồi, tôi nghĩ là không còn rẻ hơn. Bằng một đôi lẩu là anh chị em có thể là mua được một con đồng hồ đeo thoải mái, ít cũng được vài năm mà nhiều nó phải đâu chục năm đấy. Rồi bây giờ thì tôi sẽ mời một bạn nhân viên ra đeo thử mẫu này cho anh chị em có thể để xem nhé, ướm lên tay mình để xem là nó thế nào. Vâng, bây giờ tôi sẽ ướm lên tay một bạn nữ. Bạn này thì đang là có 51 cân này, 51 cân mà lên mẫu đồng hồ, lên tay mẫu đồng hồ này quá đẹp đây anh chị em có nhìn này. Đó, rất là long lanh, rất là đẹp luôn. Rồi màu khác thế nào. Đây, màu nào cũng đẹp luôn, màu nào cũng có cái hay của nó. Nó thiết kế ra thì chắc chắn là nó phải đẹp rồi. Đấy, mặt rất là khỏe khoắn. Nếu bạn nào thích kiểu dạng hình vuông, khỏe khoắn một chút thì tôi nghĩ là không nên bỏ qua mẫu đồng hồ này. Thứ nhất là được thiết kế hai màu dây và hai màu mặt khác nhau, quá là đẹp và trẻ trung luôn. Đây, mình sang đến mẫu thứ ba. Đó, quá đẹp luôn. Thì trên màu xanh da trời và dưới là màu hồng. Đó, màu tím hồng rất là yêu luôn. Đấy, rất trẻ trung, rất là xinh đẹp. Đấy, quá đẹp luôn ạ. Vâng, thì đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng của Rolex anh nha chị em này. Đây là một chiếc hộp rất là đẹp luôn. Đấy, chính hãng luôn. Thì trong bao giờ cũng có một cái quả bông để mà cài sản phẩm vào như thế này, hoặc là để anh em có thể bảo quản đồng hồ khi mình không đeo.
À, ngoài ra có sẽ một chiếc chiếc túi, vâng, đây sẽ có một chiếc túi như thế này, đó, một chiếc túi này của thương hiệu luôn, Rolex đây. Vâng, đây còn chế độ bảo hành của thương hiệu đồng hồ Rolex này thì nói chung và mẫu đồng hồ Rolex này nói riêng thì được sẽ được làm đây, thì là được thay dây miễn phí một lần trong vòng là một năm và được bảo hành về máy là 12 tháng và thay pin miễn phí trọn đời, thế cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm khi mua đồng hồ Rolex này. Thì đây có một cái tem bảo đảm chính hãng cho anh em. Đấy, khi anh em mua thì có thể là cào cái lớp bạc này ra và điền các thông số thông tin vào và gửi mã số tới 8077 để xác thực là đây có phải hàng chính hãng hay không. Vâng, mà anh em mà vẫn bảo đây là hàng nhái hàng giả, chúng tôi sẽ đền cho anh em gấp 10 lần luôn. Vâng, ngoài ra thì đây sẽ là có cái chính sách bảo hành của em nó này. Đấy, các thông số này, có trung tâm bảo hành đầy đủ đây cho anh em. Cho nên anh em hoàn toàn yên tâm khi mua đồng hồ Rolex tại hệ thống đồng hồ Rolex của chúng tôi anh em nhé. Thì trên 3 mẫu đồng hồ này thì anh chị em xem là ưng được cái mẫu nào. Đấy, ưng được mẫu nào thì hãy gọi điện để đặt hàng và để chúng tôi sẽ gửi cho anh em ở xa. Còn anh em ở gần thì có thể là tự đến và đeo thử tại quầy luôn anh chị em nhé. Thì ok, thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Rolex chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.